Rồi cho hàm đa thức tìm M để đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất chính là min trên cái đoạn này. Mà trong giá trị nhỏ nhất đó tìm cái giá trị lớn nhất. À, thì y chang. Hãy xác định đi. D bằng y phải đi 2x cộng m. Được chưa? Rồi cho y phải bằng 0 đi. Ở đây có nhiều cách nha. Dù một là dùng bảng biết thiên, hai là dùng chứng đạo hàm ra giải ra, thì mình có 2x cộng m bằng 0, vậy tương đương x bằng chuyển với đổi dấu trừ m chia. Kịp không? Sau đó tính từng cái y bằng trừ m chia 2. Tiếp y bằng hai cái đầu bút nữa. Nhiều trừ 1/2. Y bằng 1/2 bằng rồi tính y đâu, để lại viết cái chữ y đây. Ở đây có m, vậy là ra là gì? M bình đây ra m bình chia 4 nè, đây ra m bình chia 2 nè, đúng không? Thế vô m bình chia 4 nè, đây là m bình chia 2 nè, cộng 1 nè, này thế 1/2 trừ 1/2 vô là ra là bao nhiêu? 1/4 cộng 4 là nhiêu? 17 cộng 4. Cái gì? Cái 1/4 cộng 1. Cộng 1. 5/4 trừ cho m/2 nè. Cái tử tính nha, thế 1 phần vô ra là 5/4 cộng m chia 2 nè. Đó 1 2 3. Rồi nhưng vô đây biết nào mắc nào miên đâu? Biết nào mắc, biết nào miên. Đúng không? Không biết nào hết. Nhưng mà ác cái đề này nó đã cho rồi. Nhưng vô là bạn biết thằng nào miên liền à. Nếu thằng này làm ví dụ nha, bây giờ không biết ba thằng này không biết nào là miên đúng không? Nhưng mà khẳng định một câu trong ba thằng này phải có một thằng miên và một thằng mát. Bây giờ không biết thì trường hợp một cái thằng y trừ m chia 2 là miên, đúng không? Mình chia trường hợp thôi, trừ m chia 2 bằng bao nhiêu? Ra là m bình chia 4 cộng m bình chia 2 cộng 1, rút gọn luôn đi. Ra bao nhiêu? 3/4 m bình cộng 1. Này luôn luôn lớn hơn bằng, không biết bấm máy tính. Phương trình bậc 2. 3/4 0 1. Tiếp, ít chưa? Có ít chưa? Ít bằng nhiêu? Không. Là 0. Tiếp m mát. Mát thì miên. Miên. Ủa? Miên hết cả hai luôn á. Đây kêu miên hay mát đây? Miên. Đạt giá trị miên. Đạt. Đưa cái đề cho là coi. Vậy này luôn luôn lớn hơn bằng. Lớn bằng nhiêu? Lớn bằng là hồi nãy bấm ra y là nhiêu? Y là 0. Là 1. Vậy này lớn bằng là? Lớn bằng là mát hay miên? Miên, đúng rồi, miên. Nhưng mà người ta kêu gì? Trong giá trị miên phải tìm gì? Tìm giá trị lớn, lớn nhất mà mình đây là miên, có được không? Không, trường hợp 2. Y của trừ 1/2 bằng 5/4 trừ m chia 2 là miên. Mở này sao giải? Cái này phải đạt giá trị. Rồi bài này nói lại chỗ này, mình tính ra được ba giá trị này đúng không? Chưa có biết thằng nào là mát, thằng nào miên hết đúng không? Nhưng mà cái đề bài người ta cho rồi nè, cho m rồi, thì mình cứ bằng cách gì, phương pháp là thế đó, khỏi suy nghĩ nữa. Tại vì mình ở đây mình chia trường hợp lâu quá, thế đây để đó. Mình thế nè, ví dụ như đáp án A mình cho m bằng 3, thế vô y bằng
y đây có phải là trừ 3 phần mấy? 3 phần 2. Trừ 3 phần phần 2 bằng thế vô ra kết quả. Ấn chưa? Hồi này cũng thế vô y bằng trừ 1 phần 2 thế vô ra kết quả. Y bằng 1 phần 2 thế vô ra kết quả. Sau đó nhìn vô đây, hình nào là miên thì lấy miên nha, miên nha, kịp chưa? Miên của thằng này đó. Rồi tiếp tục cũng y chang m bằng mấy, m bằng 2 cũng làm y vậy luôn đó. Trừ 2 phần 2 cũng tính ra 3 thằng đó, cũng tìm ra miên nha. Tiếp tục m bằng 1, m bằng 0 cũng tìm ra ra miên. 3 1 2 3 4, 4 cái hàng này đều có giá trị miên đúng không? Mà người ta kêu gì? Giá trị miên đạt gì? Lớn, lớn nhất. Vậy nhìn vô 4 cái giá trị miên, 4 cái giá trị miên ở trong đây. Ở trong đây và ở trong đây, ở trong đây, xem coi hàng nào lớn nhất thì lấy. Có hiểu không nè?